trong trường học là luôn luôn năm nào cũng được học sinh xuất sắc, tức là học sinh xuất sắc ở bên nó chỉ có thứ một và thứ hai thôi, thứ ba là không được nữa. Dạ. Đó. Mà ở bên học sinh xuất sắc là cái thưởng nhiều lắm này. Nhà trường thưởng này, rồi cái nơi nó ở, ví dụ như quận huyện nó cũng thưởng này, rồi địa các phương. Nhiều những cái hội này hội kia thưởng ấy, nó được rất nhiều tiền nha. Mà đến nó học giỏi như thế mà nó rất là nỗ lực mà nó đi thi năm thứ năm mới đậu. Trong thời gian 5 năm đi thi đó thì em ấy có đi làm gì không hay chỉ có ăn và học và để đi thi thôi? Tức là cái người đấy là bố mẹ có điều kiện, tức là bố mẹ cũng đi làm hết, có tiền, cho nên là họ không cần cho con họ đi làm gì hết. Họ chỉ có ăn và học không thôi. Mà nghe nói nó học, thậm chí là con mình mà có khi mấy ngày không nhìn thấy nó, ở trong phòng nó học suốt vậy. Phải nói là ở bên đó mình thấy con cái là người ta làm cái gì nào người ta cũng rất là chú tâm, làm đến nơi đến chốn. Cho nên ở bên ấy thường thường người ta không sợ thi đại học, không sợ thi đại học. Thi đại học người ta thấy là bình thường, thi năm này nay không đậu thì sang năm, mà đa số là cũng không có rất không có nhiều người thi đến năm thứ hai đâu. Thế nhưng mà thi vào công chức thì chắc là rất ít người thi năm đầu liên đậu, mà thậm chí có những người thi đến 10 năm luôn. Tại vì người ta vẫn nghĩ là thi vào công chức là một cái giống như là một cái bảo hiểm cho cả cuộc đời của người ta vậy. Lương rất là cao. Ví dụ như là sinh viên luật đấy, một sinh viên đại tốt nghiệp đại học luật ra mà nó thi được vô cái tòa án đó, làm cái ngành tòa án đó, nó vô lương nó mức đầu tiên là đã gần 3.000 đô rồi. Bắt đầu vô làm việc là đã gần 3.000 đô rồi, sau đó là nó sẽ ở bên đấy là không tính ngày tháng lên, mà sẽ hình như 6 tháng hay 1 năm người ta lại thi một lần nữa, cứ thi trong cái cơ quan đấy thi, và mỗi lần thi mà thi đậu là lên lương đấy. Và cái người vợ người chồng, cái người hôn phối đó cũng được ăn theo một nửa lương. Dạ. Ví dụ như là cái chị mà em quen, là chị là giáo viên cấp 1, lương của chị một tháng 2.000, hơn 2.000 đô một tí. Thì khi mà chị đang dạy, chị cũng là hơn 2.000 đô, mà khi chị về hưu vẫn lãnh 100% lương đấy. Và cái người chồng của chị á, nếu mà chị nói nếu mà sau này mà người chồng chị cũng có được một nửa lương của chị ấy. Và khi sau này chị mất rồi, người chồng vẫn được lãnh, tiếp tục lãnh cho đến khi người đó qua đời. Như vậy là cái an sinh của họ rất tốt, đúng không ạ? Dạ. Và tôi thì rất là ấn tượng về câu chuyện thi cử của người Đài Loan. Và có lẽ là qua Kỳ Phương lần đầu tiên mà tôi biết đến cái chuyện thi cử này. Và như thế thì có thể thấy được là cái vấn đề thi cử, vấn đề áp lực công việc, nó cũng có những cái nét nó tương đồng với Việt Nam. Dạ. Nghĩa là gì? Nghĩa là người Việt Nam mình thì xin ra khi sau khi tốt nghiệp đại học xong thì cái công việc mà họ nói tới để được coi như đó là công ăn việc làm ổn định là cứ phải vào nhà nước. Và nhà nước thì từ lâu rồi mình cũng có thi tuyển công chức, nhưng nếu mà để như Kỳ Phương vừa chia sẻ, có nghĩa là nếu nguyện vọng của tôi muốn vào cái vị trí ấy ở trong cơ quan nhà nước thì tôi tổ chức học và thi. Đỗ thì tôi đi làm, chưa đỗ tôi lại tiếp tục ôn thi, học và thi. Cứ như thế cho đến lúc nào mà hoặc là nguyện vọng của tôi đạt, hoặc là tôi không còn nguyện vọng đó nữa, đúng không thưa bạn? Dạ. Tức là người ta, nếu mà những người người ta có chí là người ta cứ theo đuổi vậy, người ta thi bao giờ đậu thì thôi. Đó là cái dạ. Theo đuổi đấy nó còn mạnh mẽ hơn là cái việc các cháu nhà mình theo đuổi thi đại học, đúng không ạ? Đúng, đúng, đúng. Dạ. Và thực ra thì cái theo đuổi đấy nó lại hiệu quả. Yeah. Bởi vì nếu như khi họ đạt được thì đấy chính là một cái loại công việc mà họ thích, họ được làm. Yeah. Còn thi đại học thì đạt được vẫn chưa nói lên được cái điều gì cả. Yeah. Vẫn còn cả một quá trình nữa, đúng yeah. không ạ? Ví dụ như là một người là bác sĩ chẳng hạn, khi người ta đã học hết đại học ngành y, tốt nghiệp ra trường, người ta cũng vô bệnh viện làm, nhưng mà người đó không bao giờ lên được là bác sĩ chính, bác sĩ chủ trị, mà luôn luôn phải đi bên cạnh cái bác sĩ chủ trị. Tại vì khi cái bác sĩ mà đi vô thăm bệnh nhân, phòng thăm bệnh nhân, bao giờ cũng có một người gọi là phụ tá bác sĩ trợ lý, gọi là bác sĩ trợ lý đi bên cạnh. Người đó mình chỉ nhìn là mình biết người này chưa
chưa có thi công chức, chưa có động, không phải chưa thi mà là thi chưa động, thi chưa động thì luôn luôn chỉ là phụ, không bao giờ lên chính được. Đấy, hoặc là kể cả là luật sư ăn tốt nghiệp rồi nhưng mà ăn cũng không bao giờ là một luật sư sư chính thức, nếu như ăn không đi ăn phải lại thi thêm một lần nữa để lấy cái gọi là cái chứng chỉ chứng nhận ăn là một luật sư, rồi sau đó lại còn phải thi thêm lần nữa để ăn vào cái chỗ nào làm việc. Như vậy là nó cũng có nét tương đồng với Việt Nam. Ngoài cái văn hóa ẩm thực ra thì trong công việc, trong hệ thống tổ chức tôi cũng thấy có nét tương đồng. Cái người chưa thi đỗ mà vẫn đi làm như vậy ấy, thì nó cũng giống như là cái hợp đồng của mình. Ở Việt Nam thì có cái hợp đồng có kỳ hạn, hợp đồng không thời hạn, vân vân. Và chỉ khi nào mà thi đỗ công chức thì lúc đó mới được là công chức chính thức. Và như vậy thì có lẽ cũng là một cái giải tỏa cho những người mà cảm thấy có quá khó khăn trong việc khi trở thành một công chức nhà nước. Nước bạn, một cái đất nước nhỏ thôi nhưng mà cũng rất nổi tiếng về cái cuộc sống và cái nền văn minh. Thì người ta đã như thế đấy ạ, thưa các bạn. Bây giờ quay trở lại với Kỳ Phương của chúng ta. Bạn có thể chia sẻ cái công việc mà hiện nay bạn đang sinh sống ở bên Đài Loan không, thưa bạn? Khi mà em sang theo diện định cư rồi thì em đi học một cái lớp một cái lớp về Việt Nam, mà nó gọi là Việt Nam gọi là cái gì, đi học đại khái là học một cái lớp dạng như trung cấp của mình ấy, là mình gọi là điều dưỡng, chăm sóc những người bệnh á, người ta có nhu cầu tìm dịch vụ á, nhìn tức là ở bên đó người ta có bảo hiểm toàn quốc, bảo hiểm bắt buộc toàn quốc, khi vô bệnh viện thì được miễn phí, miễn nhiều cái lắm, bảo hiểm trả cho nhiều cái, nhưng mà cái chăm sóc, dịch vụ chăm sóc thì là phải tự người bệnh phải chịu. Thì những người mà người ta có điều kiện thì người ta sẽ đăng ký với bệnh viện là tôi muốn tìm dịch vụ người chăm sóc, thì đó là người, và người lúc đó người ta bệnh viện người ta sẽ cho mình đăng ký sẵn rồi thì họ sẽ xếp hàng người nào, hoặc là ví dụ mình làm tốt á, mà những người bệnh người ta đã từng được mình chăm sóc qua rồi, khi họ đến lại lần nữa thì họ có thể quyền tìm thẳng mình, thì em làm cái nghề đấy. Hoặc là người ta giới thiệu cho bạn bè cũng có được, được hết. Đó, cũng có người người ta có tiền, thậm chí người ta có thể thuê mình đến tư gia của người ta. Nhưng mà thường đến tư gia thì mình sẽ phải cẩn thận hơn, mình sẽ phải đến trước, mình coi là cái nơi đấy nó có an toàn cho mình hay không, hay nó có thuận tiện cho mình hay không. Thực ra thì mình lo xa thôi, chứ còn ở bên ấy thì nhiều thứ nó cũng, đất nước của người ta nó có được một cái là rất an toàn, mà không phải lo lắng gì cả. Ví dụ như có một lần em chăm sóc một cái người bệnh bị tai biến. Thường cái người tai biến, người ta mới tai biến xong dậy là cái tinh thần của người ta không có ổn, hay là đêm họ cứ dậy họ đi lung tung, họ ngã xuống. Mà trước khi mà người ta đi lung tung là mình đã nói với người ta rồi, nhưng mà người ta không nghe, và thậm chí người ta bảo là người ta ngủ riêng một phòng, người ta không có cho mình ở bên cạnh chăm sóc. Nên khi người ta ngã xuống đương nhiên nó không nằm trong trách nhiệm của mình. Nên lúc đó thì em cũng rất là hoảng. Thế đầu là có một người con ở trên lầu nghe tiếng chạy xuống, em kêu em là gọi cho 119. Lúc ấy không biết hoảng quá sao bấm sang cảnh sát, đồn cảnh sát. Bấm sang 113 xong em mới nói là ở cái địa chỉ đó có một người bị ngã xuống, bây giờ chảy máu mà người ta bị hôn mê rồi, mất ý thức rồi. Xin cho xe cấp cứu đến ngay. Thế xong cái người bên ấy nói, nghe xong, vẫn nghe xong, xong nói là chị ơi, chị gọi lộn số rồi, chị gọi 119 ấy. Nhưng mà khi cúp máy xong mình gọi 119 thì khi khoảng độ 4 phút sau thì ở bên đó thì bệnh viện rất là nhiều. Bệnh viện, trường học và công viên là những cái nhiều nhất ở bên đấy. Thế là khi mà xe 119 đến trước cửa hú còi thì ngay lập tức xe cảnh sát cũng đến luôn. Thì mình không biết được là do họ nghe cái thông tin mình nói trong máy, hay là họ nghĩ là có thể họ cũng đoán được mình là, qua giọng nói họ đoán được một chút xíu mình là người nước ngoài, mình cần sự giúp đỡ hay sao không biết. Nhưng mà đại khái là ngay lập tức là hai người cảnh sát cũng đến luôn. Mà thế là hai người cảnh sát với hai người
bên cứu hộ nữa. Bốn người vô nhà, mở cửa cho họ vô nhà, họ lên lầu. Thì họ nhìn thấy hiện trường là chắc họ cũng, cảnh sát họ nhìn thì họ biết là đúng là tự ngã thôi. Thế là họ cũng phụ với mình là đưa cái người bệnh lên cáng. Rồi khi người bệnh lúc đó người ta tỉnh rồi, lúc đầu người ta vùng vẫy, người ta hét, người ta làm ghê lắm. Mà cảnh sát thấy là cũng như vậy là cũng phụ với mình đưa xuống, xong rồi đưa lên xe, xong là rất là nhiệt tình. Cái là như vậy. Là công việc của em là như vậy. Rất là cảm ơn. Bạn Thu bạn nhắc là bỏ kính thì xinh hơn. Từ lúc đến giờ thì nghe Kỳ Phương tả về Đài Loan, tôi cảm thấy cũng rất là mến một cái xứ mà không giống ở nơi nào, một cái hòn đảo mà không giống một nơi nào. Tức là một đất nước có hai chế độ, vẫn là một phần của Trung Quốc nhưng lại không phải là quốc gia của Trung Quốc, cái điều khá đặc biệt. Và nghe câu chuyện của Kỳ Phương thì tôi cũng thấy phần nào là bạn cũng rất là mến cái đất nước này, kể cả là con người hay là những cái thuộc hệ thống tổ chức sinh hoạt an sinh xã hội này kia. Muốn hỏi Kỳ Phương một điều là so với nước bạn thì Việt Nam thấp hơn, kém hơn rất là nhiều, từ an sinh xã hội, từ tổ chức, các cái phương thức tổ chức quản lý đất nước, cũng như là ý thức của cả cán bộ và nhân dân. Thì bạn có cảm thấy rằng là mình đang ở một cái nơi nó như vậy mà bây giờ thì cái quê hương, cái đất nước của mình thì nó lại như này, thì hoặc là bạn cảm thấy là mình xấu hổ vì mình là người Việt Nam, hay là mình cảm thấy là mình chán, mình không thích, mình không về nữa, mình ở chỗ này người ta tốt hơn, đẹp hơn, sung sướng hơn. Có bao giờ bạn suy nghĩ như vậy không thưa bạn? Dạ, trước mắt là không bao giờ nghĩ như vậy. Vẫn biết là người ở bên đó có những cái rất là tốt, ví dụ như là được hưởng những cái phúc lợi hoặc dịch vụ chăm sóc y tế hoặc là an ninh rất là tốt. Nhưng mà không hiểu sao có lẽ là do mình là người Việt Nam và mình luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam, nên là em cứ nghĩ là thậm chí là bây giờ em nghĩ nếu mà điều kiện cho phép ấy, thì có thể là muốn là mỗi năm về một hai lần cũng được nữa. Còn không là sau này thì mình lớn tuổi chút mình vẫn muốn quay về đất nước của mình, và mình vẫn hy vọng là đất nước của mình rồi sẽ đến một ngày được như thế, để mình về đây rồi mình sống một cách an nhàn, yên vui, bình an như người ta. Chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện là người ta tốt thì mình đi luôn, mình không về nữa. Thậm chí là mỗi khi em về nước, đã bao nhiêu lần về nước rồi nhưng mà cứ ngồi trên máy bay mấy tiếng ngủ mà không bao giờ ngủ được. Và khi gần bay về đến đây, thậm chí là xuống máy bay rồi lên xe buýt, để từ xe buýt chở ra cửa sân bay lấy hành lý, mà thấy nó lâu đến nỗi vừa rồi em cứ luôn miệng em nói trời ơi sao mà chạy xe buýt gì mà chạy lâu vậy. Mấy người đi cùng cười nói trời ơi bao nhiêu năm không về vậy. Không phải sao tự dưng nó có một cái gì đấy nó rất là, có lẽ là mình, em cứ nghĩ đơn giản là do cái lòng yêu nước. Mình đi đâu mình cũng vẫn cứ nghĩ đến Việt Nam. Rất cảm ơn em. Như vậy là mặc dù là ca ngợi cái đất nước mà hiện nay là mình đang sinh sống ở trên đấy, nhưng mà lòng của bạn ấy thì vẫn luôn hướng về Việt Nam. Và tôi cũng hy vọng rằng cái tình cảm này luôn theo Kỳ Phương để gắn bó em với đất mẹ. Một điều nữa tôi cũng muốn hỏi em, nếu có thể chia sẻ được, bạn đã có thời gian ở trên mạng rất nhiều và biết đến với Win Việt Nam, như vậy thì chắc chắn là cũng không phải là không biết đến những kênh khác, và có lẽ là còn biết nhiều nữa, bởi vì có những cái kênh rất là lâu rồi. Thì bạn có thể chia sẻ được không, là khi mà bạn trước đây, trước khi mà đến với Win Việt Nam thì bạn thường xem kênh nào nhất, và sau này đến bây giờ thì bạn biết những kênh nào, và có những cái thông tin mà qua trao đổi của bạn từ đầu buổi nói chuyện cho đến giờ thì tôi hiểu được cái quan điểm cũng như tình cảm của bạn. Thì tôi cũng tin rằng có những cái thông tin hoặc có những cái kênh chuyên đề truyền tải những thông tin sẽ không giống như là quan điểm của bạn nghĩ, và
cũng có những cái thông tin không chính xác, hay là gọi một cách nếu mà gọi là nâng lên thành quan điểm thì đó là những cái thông tin xuyên tạc. Thì bạn có thể chia sẻ được không, và bạn nghĩ thế nào khi mà tiếp cận với những cái thông tin, những cái loại thông tin mà hình như là ngoài cái mục đích, ngoài cái mục đích tuyên truyền hay là có tính chính trị gì đó ra, họ còn có một cái mục đích nữa, chính là câu view ấy. Đấy, thì vâng, xin mời bạn. Tại vì như thế này, em nghĩ là không phải riêng em mà tất cả những người Việt Nam đi xa xứ đều có một cái tâm trạng là rất cô đơn. Khi cái sự cô đơn này nó rất là đặc biệt, nó không đơn giản như mình ở Việt Nam này cũng có lúc mình cô đơn thôi, nhưng mà cái cô đơn đấy nó lại cũng khác, nó khác lắm. Ở nước ngoài nó luôn luôn có một cái gì đó nó khắc khoải, nó trông ngóng lắm, thì cũng chẳng có làm được cái gì khác, thì chả lẽ này cứ liên tục gọi điện về à? Thì nó cũng, em thường là em đọc báo mạng, đọc báo để biết những cái tin tức nóng trong ngày. Nhưng mà đọc báo thì cũng đọc một hồi là hết thôi. Thế là rảnh ra thì em lại lên YouTube. Thì lúc trước thì cũng coi nhiều kênh lắm, mà ngoài những cái kênh giải trí ra thì em coi nhiều cái kênh mà, tại vì em cũng em không làm chính trị, nó rõ ràng là em không làm chính trị, nhưng mà em lại rất hay quan tâm đến vấn đề chính trị. Thì em thấy rất nhiều kênh hải ngoại hoặc là trong nước cũng nhiều những cái video đưa lên đó, nhưng mà em nhiều khi nói thật là cũng hiếm có khi nào mà em coi được hết lắm. Đa số là em coi được giỏi lắm 1 phút 2 phút, thậm chí có những cái là thấy nghe được nửa câu thôi, tại vì mình thấy nó rất là vô lý. Mình không làm chính trị nhưng mà mình có cái nghe và cái suy nghĩ, cái phán xét của mình, thấy người ta nói đôi khi không phải hẳn là phóng, nhiều khi nó phóng đại quá hoặc là xuyên tạc hoặc là cố tình bóp méo vấn đề đi. Em thì em luôn luôn cái suy nghĩ của em là như vậy này, không thể tất cả những cái đó thì nó có một chút như là kiểu nó không được hay lắm, những cái video đưa lên đó có thể là nói về một anh công an nào đấy, và nói là về một cán bộ nào đấy. Thế nhưng mà người ta lại cứ sau khi nói đến cái người đấy, người ta không nói người đấy mà người ta cứ nói rằng chính quyền Việt Nam với này đảng cộng sản. Nhưng mà bản thân em suy nghĩ về này, cái đó không, chẳng có chính quyền Việt Nam nào mà kêu cán bộ đi làm thế, cũng chả có đảng cộng sản thì đương nhiên là lại cả không bao giờ làm như thế. Nên em vẫn phân biệt rõ ràng là bản thân cái người cán bộ đấy sai, hoặc bản thân cái người đang thi hành công vụ đó sai thôi, chứ không thể quy vào với chính phủ được. Thành ra em không, thậm chí là em coi xong em cũng chả nhớ được cái tên kênh đó là cái kênh gì nữa. Nhưng mà đến khi mà vô tình có một ngày em lướt xong mà em lại thấy Nguyên Việt Nam, rồi em bấm vô thì em nghe. Thứ nhất là cái giọng đọc, phải nói một cách thật thà là thứ nhất là cái giọng đọc của chị Yến nó rất là đặc biệt. Cái giọng đọc nó không phải nếu mà mình nói hay thì không phải, tại vì đâu có phải là hát đâu mà hay, chỉ là một cái giọng đọc thôi, nhưng mà nó rất là dễ đi sâu vào lòng người ta. Nó rất là dễ đi sâu và mình hiểu được. Thậm chí em có thể nói là em diễn tả này nó đơn giản hơn, là ví dụ như cái em nghe cái hồi ức chiến trường ta với lại những người lính Vị Xuyên đó, hai cái đó để em nghe hết từ đầu đến cuối luôn đấy. Thậm chí là có những đoạn, những clip mà em nghe đến mấy lần luôn, và lần nào cũng khóc hết. Nghe xong, nghe một chút là khóc rồi, biết là khóc nhưng vẫn cứ nghe. Thì em thấy ví dụ như là có thể cũng mở cái hồi ức đấy, nhưng nếu là một người bình thường khác đọc thì có thể là nó chỉ có được 5-6 phần thôi khiến cho mình xúc động thôi. Nhưng mà nếu mà để chị Yến đọc thì nó phải lên đến điểm tối đa là 10 điểm. Trước hết là cái giọng đọc của chị cuốn hút mình, khiến mình tò mò, sau đó là em mới nghe tiếp thì em mới thấy giật mình. Ủa,
Hồi xưa mình đi học thì cũng có, nhưng mà thường là nghe về những cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp là nhiều. Còn nếu mà nói đến Campuchia thì chỉ nghe ngoài dân mình nói sơ sơ thôi. Hoặc là chiến tranh biên giới 1979 thì cũng là nghe sơ sơ thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy chỉ đọc rồi nghe trực tiếp những cái hồi ức của các anh đã từng là những người lính đó, thì mình mới giật mình. Ủa, vẫn còn những cái mà mình, quá nhiều những cái mà mình không biết. Và nó rất là ác liệt, nó rất là khốc liệt, cũng chẳng thua gì chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp cả. Nhưng mà sao lại bị lãng quên như vậy? Và em cảm thấy những người lính đấy không những là người ta, không những mình cảm phục người ta, mà mình cảm thấy là cũng có một chút là cảm thấy người ta hơi bị thiệt thòi, bị lãng quên. Người ta, em thấy cũng là một người thì đương nhiên con người ta không phải là thần thánh, có những giây phút yếu mềm. Ví dụ như mình bình thường mình nhìn thấy con rắn mình cũng sợ, mà tại sao người ta, cái lý tưởng của người ta đi lính rồi mà cái lý tưởng của người ta lại đạt đến cái mức độ mà người ta có thể bỏ qua được cả cái sự sống của người ta. Người ta vẫn biết là bước chân vô cái đó, hoặc bước chân vô cái vùng đó, hoặc là người ta còn nghĩ là ở cái khu vực đấy thì ngày mai người ta sẽ không bao giờ quay về, nhưng mà không nghĩ đến chuyện bỏ đi, bỏ trốn, hoặc người ta không nghĩ đến chuyện lùi bước. Cảm thấy cái đó là khiến em cảm thấy nó trên cả cảm phục luôn. Mình cảm thấy giống như thần thánh, cảm giác họ như là thần thánh vậy. Và nếu mà không có chị, không có Nguyên Việt Nam thì em và rất 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 nhiều người không bao giờ biết được đến. Sau đó thì cũng hình như là khi nghe đến nhiều thì cũng có một vài những cái chương trình nó gần kề đó. Ngoài những cái chương trình mà em nói là cái nói năng lôm côm ấy, rồi xuyên tạc ấy, thì có một cái em hiện tại bây giờ em hay nghe nhất là chỉ có Nguyên Việt Nam với lại YouTube hả? Việt Nam YouTube VN. Đó. YouTube VN có hai cái kênh đó thôi. Rất là cảm ơn chị Phương. Với những khán giả như em thì cá nhân tôi cũng như các anh chị em cộng tác viên của Women Việt Nam chắc chắn là cảm thấy cái trách nhiệm của mình sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu như Women Việt Nam cần một sự góp ý của bạn đối với kênh thì bạn sẽ góp ý cái gì? Bạn sẽ góp ý điều gì? Tại vì thường á, đa số là bọn em nghe bằng tai nghe, ngoại trừ những cái cuộc phỏng vấn của chị Yến ra thì là phải đưa máy lên rồi phóng to ra để coi. Còn nếu mà đã là đọc, chị Yến đọc thì thường bọn em nghe bằng tai nghe, thành ra là em cũng không có nghĩ đến những cái video mà video mà đi theo cái hồi ức ấy, nó cũng quan trọng, hình ảnh nó không quan trọng. Em chỉ thấy là góp ý thì cũng chắc là cái em nghĩ là đến cái mức độ hiểu biết của em về Việt Nam thì chắc nó cũng nhiều đến cái đến mức độ có thể góp ý được. Em chỉ muốn là em cứ nghĩ là ngày xưa mình đi học thì mình cũng được học hết rồi, mình bình thường ở Việt Nam thì mình cũng như sống bình thường thôi. Nhưng mà khi đi qua một quãng thời gian dài như thế mà mình chỉ có nghe hai cái kênh này một thời gian ngắn thôi, mà tự dưng mà mình cảm thấy là cái lòng yêu nước của mình đó, nó tăng lên rất là nhiều. Và mình còn cảm giác được là cái trách nhiệm của mình đâu phải làm gì cho đất nước của mình, ý là phải làm gì cho những cái, ví dụ như mình có thể là cái nước có thể được, mình có nên đóng góp một chút gì đó chứ không chỉ là ngồi nhìn hoặc là nói như thế này không. Thế mà em chưa biết là bắt đầu từ đâu, thành ra là không phải không dám nói là góp ý, mà nghĩ là sau này hy vọng là vẫn đồng hành cùng với Win Việt Nam, và mong muốn là nếu mà mình đóng góp được cái gì đó trong cái khả năng của mình thì em sẽ cố gắng thế thôi. Không góp ý thêm được cái gì à? Thỉnh thoảng trong những cái cuộc phỏng vấn của chị Yến thì hay có những cái tạp âm, thì không biết là
trong vấn đề xử lý của chị nó có cái gì, có nó khó khăn gì không, cái này em không biết. Hay là mình có thể là mua những cái dụng cụ khác để cho nó có cái nó dễ nghe hơn chẳng hạn. Ví dụ nhiều khi ví dụ như em phải nghe bằng tai nghe, còn nếu mà nghe bình thường thì nó hơi khó nghe. Thế thôi, em chỉ quan tâm đến cái vấn đề chất lượng thế thôi. Rất là cảm ơn chị Phương. Như vậy là để góp ý cho chương trình thì chị Phương chỉ góp ý về chất lượng âm thanh. Dạ. Vâng. Còn nội dung thì không góp ý đúng không ạ? Dạ, nội dung thì em nghĩ là Win Win Việt Nam những cái cuộc phỏng vấn và hồi ức thì là của người viết ra rồi em nói, còn những cái cuộc phỏng vấn thì nó quá thật. Thật đến nỗi nhiều khi mà em nghe thì em thấy nó cũng giật mình, em bảo không biết là có bị đụng chạm gì không. Tại vì nhiều khi những cái người lính mà thì người ta thật thà mà, có sao nói vậy mà. Thì rất là thật rồi, chả có gì để mà chả lẽ này bảo chị là che bớt đi những cái thật đó thì cũng không được, vì mọi người đều muốn biết sự thật mà. Vâng, rất cảm ơn những lời tâm sự của Kỳ Phương, khiến cho cá nhân tôi thì thấy rất cảm động. Bởi vì thực sự là đấy cũng là điều mà chúng tôi mong muốn, bằng một cái kênh nhỏ của mình góp một phần để đưa thông tin kiến thức lịch sử thực tại đến với bạn đọc của mình, và cũng hy vọng là đánh thức hay là làm kích hoạt lên, hay là làm trỗi dậy, hay là kết nối những tình cảm yêu nước trong mỗi con người của chúng ta. Và đối với riêng Kỳ Phương thì tôi đã thấy được là hiệu quả của hướng tới nguồn cội, của tìm về nguồn cội và hướng tới tương lai mà Win Win đặt ra đã có hiệu quả. Tôi rất cảm ơn Kỳ Phương khi em tham gia chương trình và đã bày tỏ được cái tình cảm của mình, và cũng như là qua đó thì Win Win Việt Nam biết được cái công việc của mình làm cũng đã có một phần kết quả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Kỳ Phương hãy chào khán giả. Cảm ơn chị Yến và Kỳ Phương xin chúc sức khỏe tất cả những khán giả của Win Win Việt Nam. Xin cảm ơn em, hy vọng là còn được gặp em, và cũng hy vọng là em hãy đồng hành cùng với Win Win Việt Nam.